Chào cả nhà, bữa nay con đi bắt cua thuộc Hero World. Đây là cái hành trình con đi câu cua và những cái video con đẩy xuống dưới nước. Cảm ơn mọi người đã xem cái video. Nhớ hit like, share and subscribe. Cua là dĩ nè cả nhà ơi, đó cái snare lúc mà mình kéo đó, nó giật vô, nó giật cái càng của con cua hay cái mình của con cua nó dính vô. Rất là thích dùng cái này tại vì nó vui hơn là dùng cái lồng. Cho cả nhà coi kết quả của ngày nay, 2 tiếng đồng hồ.
một con rồi. We got three but one fell off. Oh. And this one is the brown crab. Nó dữ lắm mà. Mấy con cua này nó dữ lắm. Bởi vì mình sẽ vũ nó ra. Con này thì nhỏ quá, sẽ thả nó lại. Mình không có cần đo nó nữa, tại vì mình biết là nó nhỏ quá. Bởi vì thả. This is a male crab. Cái what's this called? The belly flap. Tail. Yeah, it's a very small triangle. Whereas this one, right here, this one is a female. The belly flap is like the entire underbelly. Both of them are missing a claw. Yeah, both of them are missing a claw on opposite sides. Oh. Con này thì mình sẽ đo coi nó như thế nào. Okay. Đi câu cua, bắt cua thì cũng có một cái cây thước để đo.